Chào tất cả 500 anh em. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Linh Kiện RC. Yeah. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hình ảnh rất thân quen anh em ạ. Linh Kiện RC xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi vừa cắt được quả đầu bằng kiều cho anh em. Trông rất là giống ca sĩ. Năm mới rồi tôi muốn có một kiểu đầu mới, để sau này trong những cái clip muốn thay đổi bản thân mình để giúp anh em vui hơn. Và hơn nữa là tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những anh em đã là khách hàng của tôi và là những người bạn chúng tôi trong năm vừa qua. Chúc anh em một năm mới có sức khỏe này, rồi mọi thứ được như ý, rồi có tiền anh em hãy nhớ nhá, mua flycam đến đâu. Linh Kiện RC nhá. Ok, trong năm vừa qua thì cảm ơn anh em đã đồng hành và đã ủng hộ Linh Kiện RC đến suốt một năm vừa rồi, năm 2018, và hy vọng rằng năm 2019 thì anh em vẫn sẽ ủng hộ chúng tôi, vẫn sẽ đồng hành và cũng sẽ xem những cái clip của chúng tôi về review về flycam, những cái clip mà chúng tôi có thể sang năm sẽ có nhiều cái clip về giải trí hơn, vlog nhiều hơn. Và chúc anh em một năm mới 2019 sức khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều tiền. Và nhiều tiền để làm gì anh biết nhỉ? Nhiều tiền để mua flycam tại Linh Kiện RC. Và tôi xin nói thêm một chút nữa là ở ngay đầu video là tôi đã cũng có một số những hình ảnh để tri ân những khách hàng đặc biệt của bên chúng tôi. Mà nếu anh em nào đam mê flycam và thường xuyên theo dõi những chiếc flycam trên cộng đồng mạng xã hội, anh em sẽ nhận ra đấy là những khách hàng nào em nhá. Ok, giờ có lẽ là một lần nữa xin chúc tất cả anh em năm 2019 vạn sự như ý nhá. Cảm ơn anh em và anh em rất nhiều. Chúc sức khỏe. Ok.